Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh của mình. Chúng ta tiếp tục đến với tựa game Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile của nhà phát hành VNG. Ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái clip hướng dẫn cho anh em toàn bộ về văn cương đi, cách kiếm văn cương như nào, bởi vì mình nhận được rất nhiều câu hỏi của anh em như này. Đợt này mình đang khá bận với kênh 2 là cái kênh kiếm tin channel của mình đang đẩy cái kênh này lên và nó cũng bắt đầu là có được những cái thành quả. Nên là mình cũng phải tập trung vào đấy. Nhưng mà bên kênh kiếm mặc này mình cũng sẽ cố gắng là làm những cái clip hướng dẫn cho anh em theo cái sự hiểu biết của mình từ cái đợt bản test, còn cái bản chính thức này nói thật với anh em là mình cũng chưa có chơi nhiều lắm đâu, vì là mình quá bận không có thời gian mà có thể cày được cái game này. Bởi vì anh em biết là cái game nhập vai thì nó sẽ mất thời gian rất là nhiều. Thì đầu tiên thì mình muốn khuyên anh em nào mới chơi đã, thì anh em có thể xem những cái clip như kiểu là hướng dẫn tổng quát các cái tính năng, những cái clip trong kênh của mình ấy hướng dẫn tổng quát tất cả các kính tính năng ở trong Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile này. Anh em chỉ cần xem cái clip đấy thôi là anh em có thể biết chơi được cái tựa game này, mình khẳng định luôn đấy, mình khẳng định luôn là anh em xem clip đấy là anh em biết chơi được cái tựa game này. Sau đó thì có thể anh em xem cái clip gọi là hướng dẫn newbie, nghĩa là hướng dẫn người mới ấy. Đấy, nếu có thời gian thì anh em xem thêm cái clip đấy, thì sau hai clip đấy là anh em có khả năng là anh em hiểu được cái game này, và lúc đấy chúng ta sẽ tìm hiểu những cái vấn đề khác nó sẽ dễ dàng hơn. Sau đó thì anh em có thể xem những cái clip khác của mình về những cái vấn đề phía sau. Còn cái ngày hôm nay thì cái văn cương này chúng ta sẽ kiếm như thế nào? Nó sẽ có rất nhiều cách anh em ạ. Anh em biết là văn cương đó là một cái cách mà tăng lực chiến cho mọi người rất là nhiều, và nếu mình nghĩ đoán không nhầm thì văn cương nó sẽ là cách tăng lực chiến chính và thuộc loại gần như là mạnh nhất ở trong cái game này vào cái giai đoạn về sau. Giai đoạn đầu này chúng ta có những cái mục sau. Thứ nhất là trang bị này. Trang bị theo cái kinh nghiệm của mình chơi tựa game, những tựa game kiểu Võ Lâm Truyền Kỳ này, thì một là anh em đi trên thì may mắn thì anh em nhặt ra được, không thì anh em buộc sẽ phải anh em sẽ tích tiền lại mà anh em lên trên shop mà anh em mua thôi, anh em mua của những người chơi khác ấy. Thì lúc đấy thì mình, khi mà mình mua như vậy thì mình mới có thể chọn được những cái trang bị mà nó có cái thuộc tính cần thiết cho mình. Anh em phải chăm chăm, nghĩa là lên đấy canh, lên đấy thỉnh thoảng anh em lại phải mở ra để chúng ta có được một món nào mà chúng ta cảm thấy mà hợp túi tiền, mà hợp ý của mình, là anh em phải chộp luôn, nếu không thì người khác người ta chộp mất đó. Thì đấy là một cái đầu tiên nhá. Còn cái thứ hai là cái bí kíp, là cũng là một cái tăng lực chiến rất là mạnh. Thì cái bí kíp thì mình thì không nói làm gì rồi, cái bí kíp thì anh em cần phải đổ rất nhiều tiền vào. Thì theo mình thì những anh em nông dân hoặc là nạp ít thì không nên là tập trung vào cái bí kíp này. Thế còn là cái phần hướng dẫn chế độ hoàng kim ấy, thì mình có làm một cái clip hướng dẫn chế độ hoàng kim cho anh em rồi. Còn cái phần hình ảnh minh họa anh em có thể vào trong cái fanpage của mình sẽ để cái đường link fanpage ở dưới cái phần mô tả này cho mọi người. Mình thì thực sự thì mình chưa bao giờ là giới thiệu hay là quảng cáo cái fanpage của mình ấy, bởi vì mình không tập trung vào cái fanpage lắm, mình không có thời gian để mình gọi là mình quản lý cái fanpage đấy, cho nên là mình cũng không muốn là dùng cái fanpage đấy. Nhưng mà có những trường hợp bắt buộc, ví dụ trường hợp vừa rồi là mình phải dùng cái fanpage để mình hướng dẫn những cái hình ảnh, cho những hình ảnh minh họa cho anh em để anh em chế được cái đồ hoàng kim nó dễ dàng hơn, thì mình buộc phải dùng cái fanpage đấy thôi. Còn bình thường thì mình cũng ít khi dùng anh em ạ. Đấy thì anh em có thể vào cái fanpage đấy của mình cũng vẫn up các clip đầy đủ ở trên cái fanpage đấy của mình. Mặc dù mình không quản lý nhưng mà có clip thì mình cũng vẫn up lên để cho anh em có thể tiện theo dõi. Còn cái thứ ba đó chính là cái văn cương của mình, là sẽ nói trong clip này đây, là một cái mà tăng lực chiến rất là kinh khủng. Đặc biệt là những bạn nào mà chăm cày những account clan nha anh em. Chăm cày những account clan. Thì anh em biết là lên level 22 này, đây này, chúng ta sẽ được đi đào cái này, nó gọi là tầm tung mịch bảo này, trong túi của anh em mở ra nó ghi là long mạch đồ, anh em sẽ đi đào cái long mạch đồ này. Trong những tựa game khác thì nó sẽ có dùng những cái tên khác, nhưng mà mình sẽ theo cái tựa game này thôi, nó dùng là long mạch đồ. Thì một ngày anh em sẽ mở 10 lần ra và anh em cày cho mình nhiều cái account lên level 22 này. Đấy, đây là một cái cách nha anh em. Anh em mở cày thật nhiều cái account clan lên level 22 này để anh em mở cái long mạch đồ này. Và nó sẽ có khả năng là ra cái châu báu thủy tặc. Đây, cái châu báu thủy tặc đây. Đấy, vừa rồi mình mở lên đây như anh em thấy là mình đào lên nhá. Đi này, anh em nhìn thấy mình đào một cái này, xem nó ra cái gì. Đấy, nó ghi này, bạn đã vừa đào được châu báu thủy tặc đấy. Thì anh em mở phần túi của anh em ra. Thì trong này nó cái phần châu báu thủy tặc. Đây anh em nhìn thấy này, câu
Châu báu thủy tặc đây. Thì anh em nhìn thấy nó sẽ ra nhiều cái nhá, nó có thể ra châu báu thủy tặc, nó cũng có thể ra tiềm long bí bảo ấy, rất là hay. Một cái là đào cái này cực kỳ là lợi luôn. Và mình nghĩ là những anh em nào mà gọi là gì là làm kinh tế cũng có thể phụ thuộc vào cái này được. Cái này thì nó là một cái bí mật của những anh em làm kinh tế nên là mình cũng không muốn nói ở trong cái clip này của mình. Đây anh em nhìn thấy này, tiềm long bí bảo bậc 1, tiềm long bí bảo bậc 4. Thì anh em có khả năng cái bậc 1 này nhá, thì anh em có thể nhận được là văn cương bậc 1, bậc 2 anh em có thể nhận được văn cương bậc 1 hoặc bậc 2. Thế còn bậc 4 này anh em đọc ở đây là nó có thể nhận được văn cương bậc 3 hoặc bậc 4. Tất nhiên là có khả năng thôi nhá, có thể thôi nhá chứ không phải là chắc chắn nhận được. Đấy, ngoài ra là cái châu báu thủy tặc này thì anh em cũng có thể nhận được này, nó ghi là châu báu thủy tặc bậc 4. Thì trong các phần thưởng này anh em có thể nhận một trong những phần thưởng sau, trong đó có cái văn cương bậc 1 và bậc 2. Anh em biết văn cương ở trong cái tựa game này thực ra nó như là kiểu đá với ngọc ở trong những tựa game khác thôi. Anh em sẽ ép vào trang bị, anh em sẽ đục lỗ trang bị rồi chúng ta ép vào đấy. Thì văn cương thì nó sẽ có cấp bậc 1, bậc 2, bậc 3, bậc 4 các thứ này, nó anh em cứ ghép vào thì nó cũng sẽ nâng bậc lên. Đấy. Thì mọi người cố gắng là cày nhiều cao clan level 22 này, anh em nào mà có thời gian đặc biệt là có máy tính nữa ấy, thì anh em cày nhiều cái này, mình khẳng định với anh em là anh em lên lực chiến kinh khủng và có thể vượt được những trời người chơi khác. Khi mà anh em cày như này thì anh em sẽ có được nhiều những viên ngọc này, mà anh em biết là những cái viên văn cương này nó là một cái có thể nói là tăng lực chiến chính ở trong cái tựa game này, sẽ mà nó cực kỳ là lâu dâu lâu dài và lâu bền, chứ nó không bị thay thế cái gì cả đấy, nó không bị thay thế gì cả. Chỉ có điều là anh em chọn cái văn cương nào thuộc tính cho nó đúng mà anh em ép vào cái đồ của mình thôi, còn cái văn cương thì anh em yên tâm là chúng ta không bị thiệt, sau này thì chúng ta cứ thoải mái mà ép thôi. Còn những cái cách nào nữa để kiếm cái văn cương này thì mình cũng nói luôn trong cái clip này. Thứ nhất là anh em có thể vào cái phần sư đồ nhá, để nhận đệ tử ấy, nhận đệ tử để lấy cái điểm sư đồ, để anh em vào trong cái shop cửa hàng này này, đây cái tiệm sư đồ này, chúng ta mua đây, chúng ta cũng có thể mua được cái châu báu thủy tặc này. Anh em nhìn thấy châu báu thủy tặc bậc 1 này, châu báu thủy tặc bậc 2 này, đấy thì anh em cũng mở cái châu báu thủy tặc này ra, anh em cũng có khả năng anh em nhận được văn cương. Đấy thì anh em cố gắng là nhận đệ tử để chúng ta lấy cái điểm sư đồ để mở những cái dương thủy tặc này ra là anh em có thể có được văn cương nhá. Ngoài ra thì trong chợ bang này anh em cũng có thể mua được văn cương này. Ngoài ra còn cái nữa là cái ăn boss dã ngoại ấy, ăn boss dã ngoại nhá, anh em lưu ý là ăn boss dã ngoại cũng có thể có được văn cương. Đó, đó là toàn bộ những cái cách mà có được văn cương ở trong cái game này. Ngoài ra thì có nhiều anh em hỏi mình về cái thuộc tính ấy. Thú thực tại sao mình không nói về cái thuộc tính, bởi vì là chính mình cũng rất là hoang mang ở trong cái tựa game này khi mà nó quá khác với cả bản PC ngày xưa anh em ạ. Nó quá khác với bản PC ngày xưa. Nên là theo mình ấy, hiện nay ấy, với cái những cái thuộc tính của tất cả các phái ấy, thì anh em nào thì anh em cứ tăng theo kiểu là ví dụ như là cái phái đấy của anh em là đêm ngoại công nhá, thì anh em tăng ở sức mạnh. Thế còn nếu mà đêm nội công thì anh em ở nội công, tăng ở nội công. Anh em cứ tăng tạm thời như thế đã, còn chúng ta đừng có gọi là đừng có tăng những cái khác vội, sau đó thì chúng ta bắt đầu mới tính toán. Bởi vì trong cái tựa game này thì nó sẽ có cái né tránh nha anh em. Né tránh là anh em có thể né tránh được. Đây anh em vào trong cái phần trang bị này, xong cái phần thuộc tính này, anh em đọc ở trong này cho mình. Nó có cộng cái gì? Ví dụ như là một điểm sức mạnh thì tăng một điểm tấn công ngoại công cơ bản nhá. Điểm tấn công ngoại công thì vô hiệu với môn phái nội công, thì anh em đọc như này, ví dụ điểm thân pháp này. Một điểm thân pháp tăng 0,5 điểm chính xác và 0,15 điểm né tránh. Và trong cái game này mình test từ cái bản test là mình thấy là nó có cái khả năng là tăng né tránh nha anh em. Có cái khả năng là tăng né tránh, cho nên là cái điểm thân pháp này chúng ta sẽ để dư một ít để chúng ta cộng. Thế còn cái sinh khí thì mình chưa nói, vì mình cũng chưa biết là nên như thế nào cả. Thực sự là chưa biết nên như thế nào. Mình chỉ ví dụ thôi, ví dụ như là nếu anh em nào ví dụ chơi cái băng rồng chẳng hạn, thì anh em tăng cái tăng mắc nội công. Đó, tăng mắc nội công. Sau đó thì chúng ta sẽ tính toán sau, để chúng ta sẽ nếu còn còn một ít điểm thì chúng ta sẽ bổ sung thêm một ít sinh khí, một ít thân pháp. Thì cái này tùy thuộc vào khi anh em PK nhiều thì tự anh em sẽ cảm thấy là cái ơ cao của anh em ấy. Tại vì nó còn phụ thuộc vào rất nhiều thứ nữa, nó còn phụ thuộc vào trang bị nữa. Nếu trang bị của anh em nhiều sinh khí rồi chẳng hạn, hay là nhiều tấn công rồi chẳng hạn, nhiều thân pháp rồi chẳng hạn, thì anh em có thể bớt cái đi. Đấy, hoặc anh em thiếu cái nào thì anh em lại bù vào, nó còn phụ thuộc vào rất nhiều thứ như vậy. Hoặc hoặc là môn phái chẳng hạn, có những môn phái thì nhiều máu, có những môn phái thì ít máu.
chúng ta lại dùng cái đấy để có thể bù đắp vào. Thì cái này phải tùy từng mỗi ơ cao, chứ không có một công thức cụ thể nào để cho một cái phái nào cả. Đó, đó là một cái điểm rất là khó ở trong cái tăng thuộc tính hiện nay, nên là mình cũng không dám nắm chắc, nên mình cũng không hướng dẫn cho mọi người. À, ngày trước thì mình có làm cái clip hướng dẫn, nhưng mà cái đợt đấy là bản test nó còn, lúc đấy nó chỉ là bản test một thôi, nên mình không thể nào mà mình biết được, mình chỉ dựa vào cái võ lâm truyền kỳ ngày xưa thôi. Nhưng cái võ lâm bây giờ ấy nó khác hẳn anh em ạ, nó không giống võ lâm truyền kỳ ngày xưa gì cả. Cái võ lâm truyền kỳ ngày xưa nhá, thì ví dụ như phái nội công chẳng hạn, auto trúng luôn, không cần phải gọi là né nủng gì cả, nên là nghĩa là không cần phải cộng thân pháp luôn, bởi vì là đánh kiểu gì cũng trúng đấy. Nhưng mà bản này thì nó khác, bản mobile này nó khác, bản mobile này là nó có né tránh, nên anh em cần phải để ý đến cái điểm thân pháp cho mình đấy. Mà nâng điểm như nào thì anh em còn phải xem, ngoài trang bị ra anh em còn phải xem bí kíp nữa. Ví dụ như là bí kíp của anh em toàn toàn phòng thủ thôi chẳng hạn, thì anh em sẽ phải ưu tiên là tăng tấn công. Còn nếu mà bí kíp nào mà toàn tấn công chẳng hạn, thì anh em có thể tăng phòng thủ hoặc là chính xác, ví dụ như thế. Ok, clip này mình dừng ở đây và hy vọng rằng là nó sẽ có ích cho anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi, và nếu anh em yêu thích clip hãy like, share cũng như đăng ký kênh ủng hộ mình, cũng như để cập nhật những thông tin tiếp theo mà mình sẽ gửi đến cho anh em trong thời gian tới. Hẹn gặp lại anh em trong những clip sau.